Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương vừa dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong quý 1, Việt Nam xuất khẩu được 5,34 ngàn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 23,67 triệu đô la Mỹ, giảm 8,3% về lượng và giảm 7,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường khu vực châu Á. Về nhập khẩu, trong quý 1, Việt Nam nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt với sản lượng hơn 171,54 ngàn tấn, trị giá 345,36 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 34% về lượng và tăng 29,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Ba Lan là năm thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt nhiều nhất từ Ấn Độ và trị giá 148,01 triệu đô la Mỹ, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.